Xin chào mọi người nha, đi bắt mấy con heo cỏ về để quay ăn lễ nè. Chỗ này người ta nuôi quá chừng nhiều luôn. Heo rừng F4, F5. Mấy con này là F4, F5 rồi, heo nhỏ nhỏ. Có nguyên một cái sân đó. Đó, lấy cây vợt đó đi, đi vợt con heo. Này là heo F3 rồi. Ủa mấy con này sao đây? Lập. Thấy chưa? Đấy. Sao lập hai điện đây? Đâu biết rồi. Alo. Alo. Cái gì vậy? Thì dạ. Đâu mà bà chi tầm tới bên đây bà hay được hay trước hay rồi đó. Đâu anh là giao hàng mà. À. Đang đi dí bầy heo không biết Heo bắt này con là F3. heo F3 rồi. Đơn giản như đang giỡn. Này. Thấy nặng quá, hơn 20 kg. Thấy nó nhỏ nhỏ vậy. Trên 20 kg. Trên 20 kg. Ý nói lại kìa. Có giò giùm luôn em. Xăng đi bẫy rồi theo mới không có lớn gấp mấy ha. Cho em hồi đó còn đi bẫy heo rừng rồi được mà. Không tôi giờ hết heo với giờ bệnh hoạn rồi đâu có heo nhìn đã. Đúng là heo cỏ được luôn á. À, 20 kg heo. Rồi. Này, này như tiền anh. Đây là dì Hoàng. Đây, em về làm thịt nó. Cho nó sôi nha. Có rồi. Còn cái kế không có được đâu. Mặn xong đem đi lại tiệm quay rồi lòng nấu cháo hả chứ. À, rồi làm xong một con heo rừng. Con này trao nó chắc là F4, F5 nhỉ. Giờ làm có bọc ra ngoài khỏi kiếm rồi ơi. Bây giờ làm ruột nữa, cái bao chứ làm ruột nó nấu cháo lòng hè con này. Con heo này lòng nấu cháo heo rồi. Sao vậy? Nó hơi cỏ. Hơi cỏ à? Heo ăn cỏ mà. Ừ. Rồi làm đi, lòng này làm gì vậy? Để luộc thì ăn chơi thôi chứ còn nấu cháo mất công á. Nó hơi cỏ. Có còn gì đâu, kèo lộn hết trơn này. Không ngon đâu, cha nó đi. Bơ, cô tử lấy được không? Lấy bầu tử, cái ruột bầu tử ra thôi. Heo cỏ phải chịu thôi, khỏi ăn cháo luôn. Khỏi ăn cháo luôn. Luộc hơi nữa, luộc xả ra cha giống như lúc trước vậy vậy. Chứ cái đó ăn không được. Nấu hơi cỏ hơi bị. Còn này để mai làm cù lao. Rồi này để lành mai làm cù lao giống như ở dưới quê người ta hay làm. Đó. Chút nó đem con heo này đi quay nữa. Heo cỏ 20 kg. Nấu cháo bằng con heo cỏ này cha mình nói là nó hôi hả cha? Hôi cỏ, hôi. Hôi mùi cỏ giống hả? Là ông cho là đúng là ông cho ăn cỏ không à. Đúng không? Đó là mọi tử. Buộc này bỏ hết chưa? Bỏ luôn. Bộ lòng phèo rồi bỏ hết. Hôi cái gì?
phèo với lòng với cái ơi của cái phổi nhìn thấy ghê quá chứ. Giờ làm này xong còn cái gỗ này hồi này cái này luộc ra ha, bà tử thôi không chà phèn chà muối nữa. Này gục này chứ hơi đào lỗ chôn quá em thôi, dọc đâu vậy đào lỗ chôn của cây cho nó tốt. À, đang con heo đi quay heo gì nè, luôn nè, hai hai đó không phải à má ở nhà cháu là quay heo ngon nhất chỗ mình. Đi hết rồi hả? Đi vòng vòng nhà, chứ không có đi đâu. Cái này ướp rồi hả ông ba? Hả? Cái này ướp rồi hả? Ờ. Này ướp ngoài miếng nè. Muối rồi thôi, rồi giờ rồi kia cái ướp lại nước nữa. Này nhìn có tên hết trơn thấy không? Này là của người ta đặt phải không? Bính à, mình đang quay con heo ở đây à, cái lò quay ở đây. Chỗ này là quay heo ngon nhất cái xã mình nè. Hư hết rồi rồi. Hư chứ hả? Lực quá mà hư vậy. Máng anh này. Nhỏ hơn tới 4 năm tuổi phải không? 4 tuổi phải không? Ừ. Nó soi nè, để vô à? Để xả chưa? Xả hết rồi, soi hết rồi. Ừ, xôi rồi để vô. Một cái bao tử mà. Thiệt, bởi cái thứ này đâu có ai mà. Thằng mà không bà nội mày mà phải không có. Cuốn họng nè. Cuốn họng nè, quá trời rồi. Cái này thì nấu cháo mà, hôi cỏ không rồi. Ông nuôi nguyên nãy ông nuôi trên cái đồ của đất nhiều lắm. Thả rông. Mà ông còn mấy con ạ? À? Nhiều. Còn. Heo này heo rừng hả? Rừng mà nó lai thế không? Lai này lai. Rừng mà đem về đây nuôi nè, mới giống ở đây hả? Lai tới ép mấy lần rồi. Đó, để cho nó soi lên không ngoài ha. Tưởng có cháo lòng ăn mà không có luôn. Ba mà nó sợ nó không. Nãy mẹ để hết đầy đủ vô phải không mẹ? Bỏ đầy đủ chưa nữa, mà chưa đâu. Còn dài lắm. Còn dài lắm. Mua chai mất ghi á. Mất ghi là gì? Ủa mua chai Maggi á. Chai của... Thì Maggi nè, tao nói Maggi mà anh này. Cái này cũng để Maggi mà không có thông coi hay đậu nằm. Chính đây giờ. Chai kia bự hơn cái này á quý. Quý làm bự hơn cái chai này chút nè. Không phải chai bự mà bự hơn cái này chút thôi vậy đó. Chai chung cái gì? Ừ. Nước đã bỏ hết chưa? Thôi gì cũng vậy. Cho mình thử ra. À, ra được mình đâu có lấy, mình không có lấy phèo. Không có lấy phèo nữa. Phèo bị già thì bỏ. Bao tử rồi. Mẹ ăn cái phèo bị già. Giờ kiếm được vậy? Kiếm đi, đi ra. Nó có nhậu mà, nó có nhậu mà thôi là nó uống bia, giờ nó uống cái rượu rồi, hai ba lon rồi. À, mấy chồng.
mấy cọng rau này là rau của mình này. Mẹ gọi đi, mẹ gọi có ba đi mẹ. Này gì chưa? Mỏi không giờ? Hôm đó là cái miếng mỡ xào, hôm nay mỡ xào nó đổ. Mỡ xào nó ăn nó không có bị ghét. Ăn không mỡ mỡ rồi bé. Chưa có nhìn theo mình. Ngày mai có tiệc hôm nay bằng heo, nghĩ là ăn được cháo lòng nhưng mà heo cỏ nó hôi. Cục cái cục gì chưa? Cái cuốn tin. Cuốn tin. Hey, chào mọi người nha. Yeah,